cập nhật diễn biến mới nhất về chiến sự nga ukraine tình hình diễn biến rất nhanh tại thành phố bakhmut tổng thống zelensky bất ngờ thị sát tiền tuyến ở saborisia đặt vũ khí hạt nhân ở belarus là luận điệu tuyệt vọng trước lệnh bắt giữ putin của icc cựu chỉ huy nổi tiếng của nga tiết lộ tình thế dậm chân tại chỗ của quân đội nga ở chiến trường abdiivka du kích Ukraine lại vừa viết thăm Mariupol, xe của một trong những chỉ huy Nga nổ tung. Tất cả sẽ được kể tới quý vị ngay sau đây. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là những diễn biến rất nhanh tại thành phố Bakhmut. Kính thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá rằng cuộc tấn công của quân Nga vào Bakhmut đang bị đình trệ và các lực lượng Nga có thể chuyển trọng tâm sang các khu vực Adyvka và svatotsk Trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã tiến hành 18 cuộc tấn công trên bộ gần Bakhmut. Trước đây, chỉ khoảng một tuần, họ đã tiến hành 40 tới 50 cuộc tấn công mỗi ngày trong khu vực. Cho thấy rằng lực lượng Nga đã suy yếu, không thể duy trì nhịp độ hoạt động như trước. Quân đội Nga tiếp tục tấn công thành phố Bakhmut, nơi quân đội Ukraine đang ở thế phòng thủ. Nhưng thật ra, quân Ukraine đang phản công ngược lại kẻ thù ở các khu vực Bodanevka và Prestechine. Bình luận về việc Nga mất quá nhiều khí tài chiến tranh như thế trong một ngày, Thứ trưởng Hanna Malia cho rằng quân Nga đang mất tinh thần. Trong nhiều trường hợp, các lính thiết giáp nhảy ra khỏi chiến xa của họ, bỏ chạy khi thấy không có bộ binh hộ tống. Trên chiến trường Ukraine, chiếc xa dễ làm mồi cho những súng chống tăng hiện đại, nếu như không có bộ binh đi cùng. Lữ đoàn phản ứng nhanh số 4 của lực lượng phê binh quốc gia của Ukraine là một trong các đơn vị bảo vệ xa lộ T-0504 huyết mạch nối Batmut với thành phố krosti Cho biết, các binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi đối phương khỏi con đường sinh mệnh này trong một khoảng cách đáng kể, khiến Nga không thể kiểm soát được nó. Trong cuộc giao tranh hôm trước, quân Nga bỏ chạy, để lại 7 hệ thống pháo, 9 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt. Một chiếc máy bay trực thăng KH-52 Alligator đến yểm trợ cho tàn quân trút lùi cũng đã bị bắn rớt. Trong 24 giờ qua, quân Nga đã thiệt hại mất 660 quân, 15 xe tăng và 15 xe thiết giáp. Tổng thiệt hại của quân Nga kể từ ngày đầu xung lược cho đến nay là đã hơn 171.000 người. Quân xâm lược Nga cũng đã tiến hành 34 cuộc không kết và 4 cuộc tấn công bằng hỏa tiễn, đồng thời khai hỏa bằng hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt hơn 70 lần, cụ thể là nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Cô cũng cho biết, 119 khu định cư đã bị tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm súng cối, xe tăng, pháo, hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, hệ thống hỏa tiễn phòng không S-300, máy bay không người lái Lancet và hỏa tiễn hành trình Honest. Tổng thống Zelensky bất ngờ thị sát tiền tuyến ở Zaporizhia. Guardian đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thị sát bất ngờ tới khu vực tiền tuyến ở tỉnh miền Nam Zaporizhia vào hôm ngày 27 tháng 3. Trong chuyến thăm này, ông Zelensky đã thị sát một số khu vực tại tuyến đầu, tìm hiểu về tình hình chiến sự cũng như trao tặng phần thưởng cho các binh sĩ. Trên trang Telegram cá nhân, Tổng thống Ukraine cũng đã đăng tải một đoạn trạng thái về chuyến đi đặc biệt trên. Ông Zelensky viết, tôi đã đến thăm sở chỉ huy chiến dịch của nhóm tác chiến Saborisia. Tại đây, tôi đã trao tặng huân huy chương tới các binh sĩ của lực lượng an ninh, vệ binh quốc gia, cảnh sát quốc gia, biên phòng cùng lực lượng tình trạng khẩn cấp Ukraine. Cảm ơn các bạn vì đã bảo vệ đất nước và sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta. Tôi chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Chiến thắng cuối cùng chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Nhân chuyến thăm Saborisia, Tổng thống Zelensky đã có cuộc hội kiến với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi để trao đổi về tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Saboresia lớn nhất châu Âu. Đây là chuyến thị sát tiền tuyến thứ ba của người đứng đầu chính quyền Ukraine chỉ trong vòng hai tuần. Trước đó, ông Zelensky có chuyến đi tới Batmud và Kherson để kiểm tra tình hình tác chiến và động viên bên sở Ukraine. Tại Kherson, Tổng thống Zelensky đã có cuộc họp với các chỉ huy quân sự để thảo luận về phương án đối phó với các cuộc tấn công từ Nga. Ông cũng trao tặng huân huy chương cho một số binh sĩ về thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ giành lại cơ cũng như bảo vệ thành phố chiến lược này khỏi các cuộc tấn công của Nga. Đáp lại, các binh sĩ Ukraine đã tặng Tổng thống Zelensky một bức phù hiệu và một tấm bản đồ có in hình bán đảo Crimea. Ngoài ra, ông Zelensky cũng nhận được món quà đặc biệt là một chiếc đồng hồ được làm từ xác một khẩu pháo bị phá hủy của quân đội Nga. Saborisia là một trong bốn tỉnh của Ukraine được Nga tuyên bố sắp nhập hồi tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, quân đội Nga chưa kiểm soát được toàn bộ lãnh thổ của tỉnh này, đặc biệt là tại thành phố thủ phủ Saborisia, cùng khu vực nhà máy điện hạt nhân Saborisia. Thời gian gần đây, quân đội Ukraine đã điều động một lực lượng binh sĩ và trang thiết bị quân sự về khu vực này nhằm sẵn sàng cho các cuộc phản công giành lại lãnh thổ. Hôm ngày 27 tháng 3, ông Vladimir Rogoz, quan chức thân Nga ở Saporia, xác nhận Ukraine đã triển khai 75.000 quân tới tỉnh miền Nam để chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến trong thời gian tới đặt vũ khí hạt nhân ở Belarus là luận điệu tuyệt vọng trước lệnh bắt giữ Putin của ICC. Bộ Ngoại giao Lithuania cho biết họ sẽ kêu gọi các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga để đáp trả kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, theo một tuyên bố đưa ra hôm Chủ nhật. Lithuania cho biết đây sẽ là một phần trong các cuộc thảo luận với các đối tác châu Âu, Đại Tây Dương về cách phản ứng với các kế hoạch mới nhất của Nga và Belarus đồng thời gọi đây là một nỗ lực khác của hai chế độ độc tài khó lường nhằm đe dọa các nước láng giềng và toàn bộ lục địa âu châu bộ ngoại giao lithuania tuyên bố đây là những động thái tuyệt vọng của putin và nhà lãnh đạo belarus alexander lukashenko nhằm tạo ra một làn sóng căng thẳng và bất ổn khác ở âu châu những hành động này đang kéo belarus sâu hơn vào cuộc chiến với ukraine và đối đầu với thế giới dân chủ Belarus, quốc gia đang ngày càng mất chủ quyền, ủng hộ và hỗ trợ sự xâm lược của Nga, đồng thời ngày càng tham gia chặt chẽ hơn vào các kế hoạch quân sự của Nga, là một yếu tố rủi ro bổ sung đối với khu vực Baltic. Cựu chỉ huy nổi tiếng của Nga tiết lộ tình thế dậm chân tại chỗ của quân đội Nga ở chiến trường Adivka. Theo cựu chỉ huy nổi tiếng của quân đội Nga Igor Gurkin, các lực lượng Nga đang không có tiến triển trong một cuộc tấn công quan trọng nhằm giành lấy thành phố Adivka khi họ tìm cách giành lại khu vực Donetsk của Ukraine. Ông Shokin, người nổi lên trong thời gian Nga sắp nhập Crimea năm 2014, đã đăng những cập nhật mới nhất từ tiền tuyến Ukraine trên Telegram vào cuối tuần này. Shokin, người ủng hộ các mục tiêu của Điện Kremlin trong cuộc chiến Ukraine, nhưng đang ngày càng trở nên bất mãn khi các bước tiến của quân đội Nga trên chiến trường bị đình trệ. Sau hơn một năm xung đột Nga-Ukraine, giao tranh vẫn chủ yếu tập trung ở miền đông Ukraine, bao gồm Donetsk, một trong hai khu vực tạo thành vùng Donbass. Quân đội Nga đã phải vật lộn đấu tranh để giành lấy những chiến thắng quan trọng. Quân đội Nga đang nhắm tới việc giành quyền kiểm soát một số thành phố trong khu vực này, trong đó có Avdiivka. Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh tuần trước đánh giá rằng Nga đã đạt được những thành tựu đáng kể trong thành phố. Tuy nhiên, theo kiểu chỉ huy Nga Shurkin, các bước tiến của Nga ở Abdiivka dường như đang chậm lại. Ông Shurkin viết trong bài đăng Telegram của mình rằng hai ngày qua không có tiến triển gì. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng chịu tổn thất nặng nề. Nhưng trận chiến này có lợi cho họ. Bởi vì quân đội của họ có thể dựa vào các công trình phòng thủ đã được xây dựng gần 9 năm ông cũng chỉ ra những nỗ lực tấn công trong tình trạng thiếu nhân lực ngày này qua ngày khác của nga là lý do khiến các bước tiến bị chậm lại sokin đã chỉ trích với lãnh đạo quân sự nga về cách họ xử lý các cuộc giao tranh trong thành phố Avdiivka. tuy nhiên sokin cho biết ông tin rằng quân đội nga đang đạt được nhiều tiến bộ hơn ở patmut nơi diễn ra một số cuộc giao tranh ác liệt và đẫm máu nhất trong cuộc chiến nga ukraine ông Serkenfix, các chiến binh của chúng ta đang đè bẹp đối phương. Cô đội Nga được lên đánh thuê nợ khét tiếng hỗ trợ đã cố gắng chiếm được Batmut trong nhiều tháng. Bất chấp tuyên bố của Gurkin, những người khác đã chỉ ra rằng nỗ lực chiếm thành phố Batmut của Nga cũng đang chậm lại. Tình báo Anh cho rằng số lượng các vụ tấn công mới của Nga trong thành phố Bakhmut đã giảm do sự cạn kiệt nhân lực của quân đội Nga hồi đầu tháng 3. Cuối tuần qua, Bộ Quốc phòng Anh nhận định rằng tiến độ chậm hơn của quân Nga ở Bakhmut là do sự tiêu hao quá mức của lực lượng Nga. Du kích Ukraine lại vừa viếng thăm Mariupol, xe của một trong những chỉ huy Nga nổ tung. Tại Mariupol bị chiếm đóng tạm thời, lúc 8 giờ 7 phút sáng, một tiếng nổ vang lên gần chợ Bativandi ở cuộc primary của thành phố. Lúc đầu, Petro Andriy Krochenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol, đã báo cáo trên kênh Telegram của mình rằng thành phố vừa rung chuyển sau một vụ nổ lớn. Hội đồng thành phố Mariupol sau đó thông báo, theo thông tin sơ bộ, chiếc xe có một trong những chỉ huy của những người chiếm đóng đã phát nổ. Trên kênh Telegram của mình, thị trưởng thành phố Vadim Bochenko đã viết, quân kháng chiến Ukraine đã tấn công nhằm vào người đứng đầu sở cảnh sát Maskin, ở Mariupol làm nổ tung chiếc xe của một trong những sĩ quan quân đội hàng đầu của Putin. Ông được cho là còn sống, tuy nhiên đã bị thương nặng tại vùng bụng. Kể từ đầu tháng 3 năm 2022, thành phố đã bị lực lượng chiếm đóng của Liên bang Nga phong tỏa. Những người lính của Putin đã phá hủy Mariupol theo đúng nghĩa đen, thả hàng chục tấn bom xuống các tòa nhà mỗi ngày. Vào giữa tháng 5 năm 2022, những người bảo vệ Azovstal rời khỏi lãnh thổ của nhà máy. Họ đã tổ chức phòng thủ trong hơn 80 ngày. Sau đó, Mariupol hoàn toàn bị chiếm đóng. Theo dữ liệu sơ bộ, quân xâm lược Nga đã giết hơn 22.000 thường dân trong thành phố. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2023, Điện Kremlin bất ngờ thông báo Putin đã đến Mariupol bị tạm chiếm. Ross GMA, đã phát hành một đoạn video trong đó Tổng thống Liên bang Nga kiểm tra một trong những khu dân cư của thành phố. Tuy nhiên, tình báo Ukraine cho rằng người đóng thể của Putin đã đến Mariupol. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.ptv.com. Một lần nữa đội ngũ htdnews News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin kế tiếp